Cái clip này là em gửi cho tất cả các bạn nào đang than thở, các bạn nói bán ế bán này nọ, yên tâm đi, mấy bạn không có buồn đâu, tại vì không phải riêng những mấy bạn bán ế mà tất cả các chợ giờ này nó đều ế. Bạn thấy không, đoạn đường này nó vắng nè ha, nó vắng tanh giờ này, đó là